Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn làm chiếc quạt hình chú báo của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé. Để làm chiếc quạt báo đốm như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu trắng, giấy thủ công màu đen, màu vàng và một mảnh giấy thủ công loại mỏng có màu sắc tùy chọn. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm kéo, bút chì, bút mực và một chiếc súng bắn keo nến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ dùng cái giấy thủ công màu vàng. Mình vẽ tạo hình cái phần đầu của chú báo đốm. Để cái hình đầu này nhìn cân đối hơn thì các bạn có thể dùng kết hợp thêm cái compa. Mình vẽ một cái hình tròn phía trên này nhé. Bên trên của cái hình tròn này thì mình vẽ hai cái hình bán nguyệt để làm cái tai cho chú báo. Sau khi vẽ xong thì mình có cái hình như thế này. Các bạn dùng kéo để cắt cái hình đầu của chú báo ra nhé. Mình sẽ cắt theo cái viền bên ngoài của cái hình này. Sau khi vẽ và dùng kéo để cắt thì mình có cái hình đầu của chú báo như thế này. Bây giờ các bạn dùng giấy thủ công màu đen. Mình làm cái hình lòng tai gắn vào bên trong cho cái tai của chú báo nhé. Đầu tiên thì mình gấp đôi cái mảnh giấy nhỏ màu đen này. Sau đó mình dùng compa vẽ một cái hình bán nguyệt nhỏ phía bên trong. Các bạn dùng kéo cắt cái hình bán nguyệt màu đen này ra nhé. Mình gắn hai cái hình này vào hai bên tai của chú báo. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đôi mắt cho chú báo của mình nhé.
Các bạn dùng giấy thủ công màu trắng gấp đôi lại. Sau đó mình dùng bút chì vẽ cái đôi mắt của chú báo ở phía trên này. Và dùng kéo để cắt cái hình mắt này ra. Bây giờ mình sẽ gắn cái đôi mắt của chú báo lên trên cái khuôn mặt này nhé.